Các bạn ạ, bên mình là chuyên sản xuất tăng kích giáo xây dựng các bạn nhé. Bên mình có hai loại, có một loại 34 và loại 38. Đây là đầu đỡ xà gồ này, còn chân đây anh em. Chân đế đây nhé. Bên mình gia công theo yêu cầu, dài từ 30 phân trở lên anh em ạ. Đây là hàng thông dụng là mình làm là 50 phân anh em nhé. Hàng bên mình rất là dày dặn, tăng kích rất là dày dặn. Nếu anh em làm xây dựng mà đang cần những bộ tăng kích cả chân cả đầu 34 và 38 thì gọi cho mình nhé. Số Zalo cũng như số điện thoại mình để trên màn hình đấy, mình sẽ ship cho anh em làm nhé. Tăng kích của bên mình là rất là dày dặn, từ đế, chân, thép, tai rất dày luôn anh em nhé. Anh em về cứ thoải mái mà tăng kích chống xà gồ anh em nhé. Đây, đây là mình nói lại nhé, đây là u gọi đầu để đỡ cái cây xà gồ, còn đây là đế chân, là đế phẳng anh em nhé. Có hai loại, một loại 34 là nhét vào cột giáo nêm 42 và 38 thì nhét vào đút vào cột 48 anh em nhé. Đây là 38 của bên mình này, gen rất là nét này, dày dặn, ống rất dày luôn anh em nhé, đế rất dày nhé, tai dày, tất cả mọi thứ đều dày hết anh em nhé. Nếu anh em làm xây dựng mà đang cần những bộ tăng chống thì gọi cho mình sẽ ship cho anh em làm.